Hai, nhìn bạn hảo. Hôm nay chúng mình học giảng 20 năm bài 13. Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Tha, bạn ấy, zài. Ở trong này là nó là nghĩa là đang nhé. Xue, học đúng không? Zuo, làm. Trung Quốc cài, món ăn Trung Quốc, nè, đúng không? Nè, giống như đấy. Thế là tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè, bạn ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc đấy. Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Hảo, chúng mình xem bài. Xem bài đầu tiên là tả điện hoa. Tả điện hoa, điện hoa là điện thoại nhé. Tả ở tâm này là gọi nhé, tả điện hoa gọi điện thoại, tả điện hoa gọi điện thoại. Hảo, khan sân xứ, xem từ mấy. Từ đầu tiên là vây, vây rồi là alo đúng không, nghe điện thoại alo vây. Thứ hai là dễ nghĩa là cũng nhé, cũng. Thứ tư là tao vây, tao vây là tên David, tao vây David tên người nhé. Thứ năm là xuế xí hoặc là xuế đều là học nhé, đều có nghĩa là học. Xuế xí, xuế đều là học. Rồi thứ sáu là chân dài là đang nhé, đang. Xong rồi có thể viết tắt là dài hoặc là chân, nó đều có nghĩa là đang nhé. Chân dài, dài hoặc là chân đều là đang, đang làm cái gì đó đúng không? Hảo, cơm vào túi đi tiền. Vây, vây, dễ, ta vây, ta vây. Xuế xí, xuế xí, xuế, xuế. Chân dài, chân dài, 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 chân. Chân. Hảo, chúng tôi xem bài nha. Xem câu đầu tiên là nì zài zuo shenme ne? Nì zài zuo shenme ne? Nì, bạn đúng không? Zài nghĩa là đang đúng không? Zuo làm. Shenme gì? Ne đấy đúng không? Nì zài zuo shenme ne? Bạn đang làm gì đấy? Wo zài kan shu ne? Tôi đúng không? Của tôi dài đang khan su là đọc sách. N đây. Wo zai kan su ne. Tôi đang đọc sách đây, đúng không? Wo zai kan su ne. Ta wei ye zai kan su ma? Ta wei David đúng không? Ye cũng zai đang khan su đọc sách. Ma là câu hỏi đúng không? Thành làm thành câu hỏi. Thế là ta về dễ dài khan su ma? David cũng đang đọc sách cả đúng không? Ta về dễ dài khan su ma? David cũng đang đọc sách à? Tha mấy khan su? Bạn ấy không đọc sách đúng không? Mấy khan là không 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 đọc, không đọc sách. Mấy khan su là không đọc sách. Tha mấy khan su? Bạn ấy không đọc sách. Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Tha, bạn ấy zài, đang đúng không? Xue zuo, học, làm. Trung Quốc cài, món ăn Trung Quốc đây. Thế là tha mấy khan su? Tha zài xue zuo Trung Quốc cài nè. Bạn ấy không đọc sách. Bạn ấy đang học nấu món ăn Trung Quốc. Hảo, cơm vào túi đi biển. 你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。好，chúng mình xem bài tiếp theo. Bài thứ hai là tại cà phê quán, đúng không? Cà phê quán là quán cà phê. Tại, câu này là ở nhá. Tại cà phê quán, ở quán cà phê. Hảo, khan sân chữ, khan sân chữ.
Từ đầu tiên là sang ủ, đúng không? Sang ủ, buổi sáng. Thứ hai là suy chào là ngủ. Thứ ba là tiên sư là tivi. Thứ tư là điện ảnh là phim nha. Điện ảnh, phim. Thứ năm là xì hoan là thích. Hào, chúng tôi xem bài. Hào, xem câu đầu tiên là Zuo tiên là hôm qua đúng không? Sang ủ là buổi sáng. Thế là Zuo tiên sang ủ là sáng hôm qua đúng không? Buổi sáng hôm qua. Nǐ zài zuò shěnme nè? Nǐ bạn zài đang zuò làm đúng không? Zuò shěnme làm gì? Nǐ zài zuò shěnme? Thế là buổi sáng hôm qua bạn đang làm gì? Zuò tiān shàng wǔ nǐ zài zuò shěnme? Wǒ zài shuì jiào nè, nǐ nè? Wǒ tôi zài đang đúng không? Shuì jiào là ngủ. 我在睡觉呢, tôi đang ngủ đây. 你呢? Còn bạn, đúng không? 你呢? Còn bạn. Thế là 我在睡觉呢, tôi đang ngủ đây. Còn bạn? 我在家看电视呢. 我在家, tôi, tại ở trong này là ở nha. Ở tại. 我在家, tôi ở nhà. Khan là xem đúng không? Điện视, TV. 我在家看电视呢. Tôi ở nhà xem TV đây. 你喜欢看电视吗? Ní, bạn, xì hoan, thích. Khan điện视, xem TV. 你喜欢看电视吗? Bạn có thích xem TV không? Đúng không? 我不喜欢看电视. 我不喜欢, không thích nha, 不喜欢 là không thích. 看电视, xem TV. 我不喜欢看电视, 我喜欢看电影. 我喜欢, tôi thích, 看电影, xem phim. 好,跟我读一遍, đọc theo tôi một lần. 昨天上午,你在做什么? 我在睡觉呢, 你呢? 我在家看电视呢. 你喜欢看电视吗? 我不喜欢看电视, 我喜欢看电影. 好,准备先摆tiếp theo. 好,先摆thứ 8 là 在学校办公室, 懂không? 在学校办公室, 办公室 là văn phòng nhé. 办公室 là văn phòng. Xuế xiao là trường. Thế là xuế xiao ban công sư chính là văn phòng của trường, đúng không? Xuế xiao ban công sư, văn phòng của trường. Thế là tại, ở, đúng không? Tại xuế xiao ban công sư, ở văn phòng của trường. Hào, khan sân chữ. Kể, kể là cho nhé. Từ đầu tiên là kể cho. Thứ hai là tả điện thoại là gọi điện thoại, tả điện thoại gọi điện thoại. Thứ ba là chữ bà là giống như chữ nhé, bà. Hào, cần một túi biên. Kể, kể, tả điện thoại, bà. Bà. Hả? Chúng mình xem bài. Hả? Xem câu đầu tiên là đây là số điện thoại nhá, số điện thoại. Đọc như thế nào? 8230415555. Đây là số điện thoại đúng không? 8230415555. Chơ sư Lý lão sư tờ điện thoại ma? Chơ là đây đúng không? Sư là
这是，đây là, đúng không? Đây là Lý lão sư tờ điện thoại mà, đúng không? Điện thoại là gì? Điện thoại là điện thoại, đúng không? Lý lão sư tờ điện thoại, thế là còn nhớ chữ tờ không? Tờ, đúng không? Lý lão sư tờ điện thoại, lúc mình dịch là phải cho chữ điện thoại lên đằng trước nè, dịch sang tiếng Việt. Thế là điện thoại của thầy Lý, đúng không? Lý lão sư tờ điện thoại nghĩa là điện thoại của thầy Lý. Thế là cộng với cái đằng trước này là chơ sư, đây là. Xong rồi đằng sau là ma, để hỏi đúng không? Chơ sư Lý lão sư tờ điện thoại ma, đây là điện thoại của thầy Lý không, đúng không? Hoặc là đây có phải là điện thoại của thầy Lý không, đúng không? 823045455，这是李老师的电话吗？不是，空白。他的电话是，他的电话，điện thoại của thầy ấy nha. 他指了指 thầy ấy。他的电话，điện thoại của thầy ấy 是啦，懂吗？他的电话是。Điện thoại của thầy ấy là 823045456, đúng không? Tiếp theo, hảo, hảo, hảo là vâng, được, đều được nhé. 我现在给他打电话, tôi, đúng không? 现在, nghĩa là gì? 现在 là bây giờ nhé. Kể là cho, tha là thầy ấy, cho thầy ấy tả điện thoại, gọi điện thoại. Thế là kể tha tả điện thoại, dịch sang tiếng Việt là gọi điện thoại cho thầy ấy nha. Kể tha tả điện thoại, gọi điện thoại cho thầy ấy. Thế là 我现在给他打电话, bây giờ tôi gọi điện thoại cho thầy ấy. Tiếp theo là tha zài gōngzuò nè. Tha thầy ấy zài là đang nha, đang công chua là làm việc. Tha zài công chua nè, thầy ấy đang làm việc đấy. Nì xiào tả bà, nì bạn, xiào là buổi chiều đúng không? Tả là gọi nhé. Thế là bà nhé. Nì xiào tả bà, bạn chiều gọi nhé. Hảo, cùng tôi đọc một lần. 823045455. 这是李老师的电话吗? 不是, 他的电话是 823045456. 好, 我现在给他打电话。 他在工作呢, 你下午再打吧。 好, thế là buổi hôm nay chúng mình học đến đây là hết. Xie xie, zai jian, cảm ơn, tạm biệt. Bia wang là quan chu wo, đừng quên theo dõi tôi nhé. Ye bia wang là an zan nè. Bài ở trong bài này là chúng mình học chữ ye đúng không? Cũng ye bia wang là an zan nó, cũng đừng quên bấm like nhé. 好，谢谢，再见。